Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho biết đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị COVID-19. Theo các nhà khoa học, thuốc kháng virus Chiazavirin đã được điều chế cách đây vài năm tại Viện Tổng hợp Hữu cơ ở chi nhánh của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga tại Uransk. Loại thuốc này hiện đang được các nhà khoa học Trung Quốc thử nghiệm khả năng điều trị COVID-19. Trước đó, Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga tiết lộ tập đoàn này đang phát triển một bộ thí nghiệm nhỏ cầm tay để chẩn đoán virus SARS-CoV-2, đồng thời cho biết họ cũng có khả năng phát triển vaccine điều trị COVID-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc các bệnh viện tích trữ máy thở vốn đang thiếu nghiêm trọng trên toàn nước Mỹ khi dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng. Không đưa ra bất cứ bằng chứng cũng như nêu cụ thể đơn vị y tế nào, Tổng thống Trump nhận định có nhiều nhân viên y tế và một số bệnh viện đang tích trữ các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở. Ông nhấn mạnh bất kỳ bệnh viện nào không sử dụng đến thiết bị này cần phải trao cho những nơi nào cần hơn. Chính quyền Tổng thống Mỹ đang đối mặt với sức ép gia tăng trong bối cảnh thiếu hụt máy thở nghiêm trọng. Thiết bị rất cần thiết để cứu sống các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Giám đốc Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci ước tính đại dịch có thể khiến 100.000 đến 200.000 người tử vong tại Mỹ.